Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ tiếp tục chia sẻ một vài cái thông tin mới cập nhật trong cái vụ án của Hồ Duy Hải mà được tất cả mọi người Sài Gòn quan tâm. Không chỉ riêng Quốc Võ đâu, mà nếu như các bạn tìm ở trên YouTube thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều những kênh YouTube khác, những nhà báo, những phóng viên, những người làm luật, những người làm trong ngành tư pháp, và đặc biệt là tất cả mọi tầng lớp nhân dân khắp mọi nơi, từ trong nước đến hải ngoại, đều quan tâm tới vụ án này và mong chờ một kết quả, phải nói là một kết thúc có hậu đối với những người mà ở trong cuộc, đặc biệt là với Hồ Duy Hải. Nếu như Hồ Duy Hải bị oan thì phải được giải oan và đền bù thỏa đáng, bởi vì trong suốt 13 năm qua, không chỉ riêng Hồ Duy Hải mà còn là bà con họ hàng, đặc biệt rằng là mẹ ruột và em gái đã đi khắp mọi nơi, từ trung ương, địa phương, từ Sài Gòn ra Hà Nội, tới Long An, Tiền Giang, đủ mọi nơi để tìm kiếm những cái thông tin, tìm kiếm những cái tình tiết có liên quan đến con trai của mình, nhằm đưa cái vụ việc này ra ánh sáng càng sớm càng tốt. Hôm nay tình cờ Quốc Võ đọc được một số những cái thông tin, lục lại một số những hồ sơ có liên quan đến một cái người nghi vấn, nghi can số 1 trong từ những cái ngày đầu điều tra vụ án này, tên là Nguyễn Văn Nghị. Thì ở trong cái tờ báo Thanh Niên đã đăng ngày 11 14 tây tháng 1 năm 2008. Thanh Niên, Pháp Luật và một số tờ báo khác nữa là những tờ báo chính thống của Việt Nam, thì những tin tức này không thể nói rằng là tin tức gì giả tạo được. Đó là những cái thông tin chính thống. Bởi vì những cái ngày đầu mà mới bắt đầu mới điều tra đó, thì mình tin chắc chắc rằng là những cái thông tin này là những thông tin là xác thực, chính xác. Khi mà từ những ngày đầu họ đưa ra rằng là nghi can số 1 là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My Son, là cái điều đó là chính xác. Chớ chưa xuất hiện Hồ Duy Hải. Trong những ngày đầu đó người ta không biết Hồ Duy Hải là ai cả. Bởi vì cái như là khi mà hỏi cung Nguyễn Văn Nghị đó, thì lúc đó Nghị đã khai rằng là trong cái khoảng thời gian khoảng 20 giờ cho tới 20 giờ 15 phút thì Nghị đã có mặt tại bưu điện Cầu Voi và nói chuyện với Hồng. Thì lúc đó đó Nghị có thấy Hồng đang tiếp một cái người con trai. Đây là một kỹ sư tên là Trung. Không biết họ, chỉ biết tên là Trung thôi. Kỹ sư tên Trung. Và Trung đã về Long An này để làm một số những cái công việc. Tại vì kỹ sư là kỹ sư xây dựng, cho nên là một vài cái công trình nào đó ở dưới Long An. Bởi vậy cho nên là Trung mới về đây để tham gia những cái công trình này và được quen biết với lại Hồng. Thì phải nói rằng là cái nạn nhân á, Nguyễn Thị Ánh Hồng này đó, đã quen với rất là nhiều người thanh niên khác nhau, chứ không phải là chỉ có Nguyễn Văn Nghị hoặc là Nguyễn My Son. Nguyễn My Son là bồ cũ hồi xưa, sau đó thì Son lên Sài Gòn để làm ăn thì lại là cặp với lại Nguyễn Văn Nghị, rồi thỉnh thoảng lại là Son cũng có về vào những ngày cuối tuần, rồi lại là ở lại trong bưu điện đó, ngủ trên tầng thứ nhất, là cái đó là cái lời khai của một vài người bạn bè của Hồng đó các bạn. Thì Nghị có khai rằng là trong cái đêm hôm đó, vào khoảng thời gian từ 8 giờ cho tới 8 giờ 15 phút buổi tối ngày 13 tháng 1, thì Nghị có gặp kỹ sư tên Trung. Vì vậy trong những cái buổi đầu, những cái ngày đầu mà điều tra vụ án này á, thì tất cả những cái trinh sát, những cái người mà đã tới hiện trường để thu thập những cái chứng cứ vật chứng đó đó, thì họ làm rất là đúng cái quy trình và ngay lập tức là đã bắt được Nguyễn Hữu Nghị tra hỏi. Nhưng mà sau đó đó thì các bạn biết rằng là cái hồ sơ vụ án đó họ viết rằng là qua điều tra đó thì cái vụ án này xảy ra vào lúc 8 giờ
rưỡi tối, tức là 20 giờ 30 buổi tối hôm đó, thì cái giờ đó là Nguyễn Văn Nghị đó được ngoại phạm, vì lúc đó là Nghị khai là Nghị đã ở quán cà phê và có những cái xích mích với lại những cái bàn bên cạnh, gây những cái tranh cãi đi đến là những cái ẩu đả nhỏ thôi, nhưng mà được những người trong quán họ làm chứng, đặc biệt là ông chủ quán cà phê đó, ông làm chứng rằng ngay cái thời điểm mà 8 giờ 30 phút đó đó là Nghị đang có mặt tại quán cà phê. Bởi vậy cho nên là cái bằng chứng đó là bằng chứng làm cho Nghị là ngoại phạm, thì tự nhiên lại là thay thế vô một anh chàng đẹp trai khác tên là Hồ Duy Hải. Cái tình tiết này nó quá là rõ ràng cho chúng ta thấy rằng là khi mà Nguyễn Văn Nghị gặp tình địch, tức là kỹ sư Trung ở đó, thì Nghị bực tức bỏ đi vào cái thời điểm là 8 giờ 15 phút và đi đến cái quán cà phê. Như vậy cái người ở lại ngày hôm đó, buổi tối hôm đó chính là kỹ sư Trung. Mà bây giờ tại sao những cơ quan chức năng lại không yêu cầu khám nghiệm, truy bắt những cái người mà liên quan tới đó, tức là Nguyễn Văn Nghị và kỹ sư Trung đó ở đâu? Tại sao không đưa ra đó xét xử mà lại thay vào đó là Hồ Duy Hải? Khi mà những cái điều tra viên, những trinh sát tới để khám nghiệm hiện trường ngày hôm đó thì đã phát hiện ra rất là nhiều dấu vân tay ở những cái nơi, ví dụ như là những con vân tay trên cái thớt nè, những cái vân tay trên tay nắm cửa nè, những cái vân tay ở trên cái lavabo nè, và cái biên bản khám nghiệm hiện trường ngày hôm đó, những cái khám nghiệm về dấu vân tay đó, đó thì không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải, tức là những cái dấu vân tay mà đã thu nhập tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Thì tại sao lại kết luận là Hồ Duy Hải là người có tội? Bây giờ các bạn cứ việc những cơ quan điều tra cứ việc bắt Nguyễn Văn Nghị ra, bắt Nguyễn My Son ra, bắt kỹ sư Trung ra cho đối chất, thì chắc chắn cái hung thủ nó nằm đâu trong đó, lẩn quẩn trong đó. Nhưng mà bây giờ những người đó đâu? Tại sao không thấy tung tích? Trong khi những cái bài báo chính thống đã đưa ra vào những cái ngày ban đầu 14, 15 tây tháng 1, rồi trong tháng 2 rất là nhiều bài báo đã đưa ra. Như vậy những cái phóng viên nhà báo này ở đâu? Những cái người mà đã có tên ở trong những cái bài báo này là nó nằm đâu? Mà bây giờ từ Nguyễn Văn Nghị là xuất hiện là trở lại là Nguyễn Hữu Nghị là chúng ta nào? Ở đâu ra một cái anh chàng Nguyễn Hữu Nghị ở Long An thay thế cho anh Nguyễn Văn Nghị ở cai lại Tiền Giang? Bởi vì sau khi mà Nghị đã sau khi cái vụ án mà đã xảy ra rồi đó, thì Nghị đã trốn về cái lại Tiền Giang và những trinh sát đã đón lõng và bắt được anh ta. Như vậy chứng tỏ rằng có tật giật mình. Nói chung là có những cái vấn đề về liên quan tới cái vụ án hôm đó, cho nên anh ta mới là từ Long An mới là chạy trốn về Tiền Giang và bị đón lõng và bắt được. Và nhưng mà sau đó thì lại là có những cái tình tiết ngoại phạm, bởi vì cơ quan điều tra đã xác định rằng cái vụ án nó xảy ra vào lúc 20 giờ 30 phút, mà ngay thời điểm đó là Nghị đang có mặt tại quán cà phê và có những cái va chạm cãi nhau với một số người ở trong quán, và được những cái người ở trong đó họ làm chứng là Nghị ngoại phạm. Nhưng sau đó một thời gian thì đã có những cái vấn đề khác nó xảy ra, tình tiết khác xảy ra. Là qua những cái thám tử, qua những cái người nhà báo, phóng viên có tâm đã đến để hiện trường điều tra lại, qua những cái tờ bút lục nó xảy ra, qua những cái lời khai của những nhân chứng khác mà nó nằm trong những cái bút lục mà bị rút ra khỏi hồ sơ, thì người ta thấy rằng cái vụ án nó không phải xảy ra lúc 20 giờ 30 mà nó xảy ra sau 21 giờ. Bởi vì ngay thời điểm 21 giờ thì nạn nhân Thu Vân đang có mặt tại tiệm bán trái cây để mua trái cây, và được camera an ninh tại cây xăng, cũng giống như là cái anh chủ cây xăng đó, anh chủ cây xăng cái chính là chồng của cái người bán trái cây, đã xác nhận rằng vào cái thời điểm là 21 giờ lẻ
kém 3 phút cho tới thời điểm 21 giờ thì cô Thu Vân đó đang còn ở tiệm trái cây để mua trái cây. Như vậy chính có rõ ràng là các bạn thấy trong cái biên bản hồ sơ điều tra cái vụ án xảy ra vào lúc 20 giờ 30 là không có xác thực. Bởi vì nếu mà xảy ra rồi thì làm sao mà cô Vân đã mua trái cây lúc 9 giờ được, đúng không ạ? 8 giờ tự nhiên là bị chết rồi thì làm sao 9 giờ đi mua trái cây? Cái chuyện đó là chuyện ai cũng hiểu là cái thời gian đó không đúng. Như vậy có một cái dẫn chứng cho biết rằng có thể trong cái lúc mà Nguyễn Văn Nghị đã cãi vã nhau, có những xích mích va chạm ở ngoài quán cà phê, thì anh ta lại bực tức, anh ta lại quay ngược về lại cái body của voi, và trong một cái sự bực tức đó anh ta gặp một cái người tình địch tên là kỹ sư Trung, rồi sau đó có những cái chuyện không hay xảy ra ngay tại hiện trường, sự giết người đó và ai là cái người ra tay, và kỹ sư Trung hiện tại bây giờ trốn mất biệt luôn, không biết là ai luôn. Tại sao bây giờ những cơ quan chức năng không có truy tìm kỹ sư Trung, cho anh ta là ai, rồi cho Nguyễn Văn Nghị đối chứng mà bây giờ lại tìm Nguyễn Văn Nghị là không có luôn các bạn. Công an tỉnh Long An vào vào những cái ngày rồi vào những ngày giống như là tháng 5 đi vừa vừa, vừa qua nè, trong một cái tờ báo 24 giờ Quốc Võ đang nhìn thấy là vụ án Hồ Duy Hải vì sao 12 năm gọi tên Nguyễn Văn Nghị bây giờ lại là Nguyễn Hữu Nghị đó. Thì sau khi là báo Dân Việt đó thông tin về việc là không thể tìm ra tung tích Nguyễn Văn Nghị ở Cai Lậy Tiền Giang, người từng được cho là nghi can số 1 trong vụ án Hồ Duy Hải, thì ngay sau đó Công an tỉnh Long An lại khẳng định không có Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có Nguyễn Hữu Nghị ở Long An. Đến lúc này thì dư luận mới đặt ra câu hỏi là như thế này. Vậy thì trong hơn 12 năm qua, hầu hết những cơ quan luật pháp và công luận chỉ gọi tên là Nguyễn Văn Nghị trong hàng trăm hồ sơ, tài liệu và cả những cái đơn từ bài báo liên quan tới vụ án. Nhưng Công an tỉnh Long An lại không có ý kiến gì cả. Nhưng mà tại sao mãi đến bây giờ thì Công an Long An mới lên tiếng phủ nhận là sự tồn tại của người đó, là không có tên là Nguyễn Văn Nghị ở Tiền Giang mà có tên là Nguyễn Hữu Nghị thôi ở Long An thôi, và Nguyễn Hữu Nghị này chẳng có liên quan gì tới vụ án này cả. Tại sao lại như vậy? Như vậy Nguyễn Văn Nghị là ai? Và chúng ta cũng không hề biết mặt mũi của cái anh chàng tên là Nguyễn Văn Nghị này, bởi vì chẳng ai biết cả các bạn. Những cái người mà biết là hai cái người mà cô gái đó đó bị giết đó đó thì chỉ có hai cô gái là biết thôi. Và những cái người này là chết rồi. Rồi một nữa là những cái nhân chứng mà bạn bè của hai cô gái này bây giờ đâu rồi, sao tại sao không thấy đưa ra để mình xác minh lại là Nguyễn Văn Nghị là có thật hay là không. Đúng không ạ? Thì sau khi trao đổi với bà Nguyễn Thị Loan sinh năm 63 là mẹ ruột của Hồ Duy Hải đó, thì bà Loan có nói rằng là Nguyễn Văn Nghị được nhắc tới như là một nghi can số 1 trong vụ án ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm kịch. Lúc đó báo chí của ngành công an đã viết nhiều bài báo nêu ra lập luận là Nguyễn Văn Nghị là nghi can. Rồi sau đó trải qua các phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm thì cái tên Nguyễn Văn Nghị được nhắc đi nhắc lại tại các phiên chất vấn tại tòa. Không là khi mà đề cập tới nhân chứng vụ án đó, thì đã được nhắc liên lại rất là nhiều lần. Đó. Tại cái biên bản mà ghi lời khai của nhân chứng Cao Hoàng Tuấn Anh ngày 14 tháng 3 năm 2008 cũng thể hiện Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân là Ánh Hồng. Đó, tức là cái nhân chứng mà Cao Hoàng Tuấn Anh này đó là một người bạn của Hồng và Thu Vân. Cho nên là cái nhân chứng này cũng cho biết rằng là chắc chắn 100% là Nguyễn Văn Nghị là bạn bạn thân, có thể là bồ đó của là Anh Hồng đó, còn thấy không? Như vậy thì rõ ràng là cái lời khai từ ban đầu của Nguyễn Văn Nghị nói về cái người kỹ sư Trung này là chúng ta phải đặc biệt quan tâm, và cái lời khai này nó có sức thuyết phục khi mà chúng ta nói đến là Hồ Duy Hải là không có liên quan tới vụ án này, phải không ạ? Bởi vì Hồ Duy Hải đâu có thấy được cái nhân đâu có nhân chứng nào mà thấy được Hồ Duy Hải đâu các bạn. Chỉ có một cái nhân chứng nào đó
nhìn nhìn mà không có rõ cái gương mặt, thậm chí chiếc xe của Hồ Duy Hải đi lúc đó cũng là không có cái nhìn rõ nữa. Và bây giờ anh ta nói rằng là khi mà nếu mà gặp lại Hồ Duy Hải đó thì cũng thật sự thì cũng không có nhận ra, không có xác định được và không có dấu vân tay thì làm sao mà nói là Hồ Duy Hải được. Cho nên bây giờ đó cái vấn đề cái mấu chốt ở đây đó, là chúng ta tìm cho được Nguyễn Văn Nghị và tìm cho được kỹ sư Trung là nó sẽ ra tất cả mọi thứ hết rất là dễ dàng đó. Thì Quốc Võ hôm nay đó là nêu lên một một cái nhận định, một tình tiết mà rất là dễ hiểu cho các bạn để nhận thấy rằng là cái lời khai trong những cái bộ hồ sơ từ ban đầu của Nguyễn Văn Nghị đó là phải đặc biệt quan tâm đến cái người tên là kỹ sư Trung này, đúng không ạ? Kỹ sư Trung này. Rồi bây giờ chúng ta cứ mong chờ một tin vui mới. Tại vì hiện tại bây giờ có rất là nhiều người quan tâm và đặc biệt những cái thông tin này nó đều nằm ở trong tay của luật sư Trần Hồng Phong và ông đã có những cái kiến nghị lên trên cơ quan cấp cao, đặc biệt là bên phía viện trưởng viện sát nhân tối cao, bên phía thủ tướng chính phủ, bên phía chủ tịch quốc hội, ủy ban thường vụ tỉnh ủy quốc hội v.v. đó. Thì chúng ta cứ mong chờ ha, chúng ta cứ mong chờ mà xem. Rồi thì hôm nay thì chỉ có nhiêu đó thôi. Quốc Võ xin mến chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là an lành hạnh phúc, thân tâm an lạc và gặp nhiều may mắn nha. Tạm biệt các bạn. I love you.